chú ý nhé. Thank you.
Phan Đồng Long á. À. Kiếm nhanh không là sóc không được kiếm nữa anh ạ. Cảnh đi thuê nhà vất vả lắm anh ạ. Không dám ngủ, chưa đủ tiền nhà, chưa dám ngủ anh ạ. Thank you.
Dạ. Em ngủ mặt sạch 82 sao? Dạ, ok chứ. Cho anh lập kênh đi. Hà đang nói cái gì đấy Hà? Bây giờ Hà. Lúc 9 giờ em về qua quán, khác vẫn đang vào. Xin chào chị Nữ Hoa. Dạ. Rồi trắng cho chị Danh nhở? Chị chơi tí mất rồi chứ chị? Chị chơi suốt, tí đỏ. Chị chơi đỏ chứ? Chị chơi đỏ chứ? Chị chơi đỏ mà. Chị chơi đỏ. Mè dính á. Chào anh Nguyễn Mây. Em chào chị Thúy. Còn bay với chị Thanh thì ơi. Thúy à? Thúy, em gái chị Thanh. À, tưởng Thúy. Thúy đi câu cá. Em thấy vẫn còn khách mà em lại đi về à Hà, em phải vào chứ. Nhìn này, em nhìn mọi người này. Đấy, thấy không chưa? Vẫn đang cày miệt mài và Hà về ngủ rồi. Em nhà chị Hậu. Hello chị. Đây là nóc nhà. Wow. Chị Hồng. Hello chị Hồng. Em phục vụ các chị chơi màn đêm luôn. Lâu lắm không gặp chị Thúy gì ạ? Chị Thúy à chị Thanh à? Ờ. Để em nhớ nhầm. Em vẫn phục vụ trên bàn đêm nha. Nhưng bây giờ em không nhận khách đâu nha mọi người. Thì các chị đẹp ngày mai nha. Minh chứng là công nghệ ai gì à, ngành làm đẹp mẫu A là cũng không kém thì phố tá đâu đi. Hello Thu. À, dạ vâng ạ. Cháu vẫn đang phục vụ các chị đẹp chưa đêm cô gì ạ. Cất máy ok rồi đúng không em? Hả? Máy ok rồi đúng không? Ok chưa? Anh để cho kịp không anh? Hả? Anh để cho kịp không anh?
như nào anh chưa hiểu. Tức là ưng rồi gì? Không ạ. Không ạ. Kiếp chả thấy đồng nào gì thế ạ. Thế rồi không ưng thì không lấy tiền cắt mái này em ạ. Cần ưng thì... Em hỏi anh ưng thử. Thì tuyển thu được không? Anh Hưng là muốn em ở đây đấy. Ờ tôi thì tí nữa đi uống bia cũng được. Xin lỗi em ý. Hả? Anh nhá, anh làm sao còn tuổi để mà mời em nữa. Anh hết rồi. Hết tuổi rồi. Vẫn mời được. Hết tuổi là quá tuổi. Chị tuyển luôn nhé Thu ơi. Ờ, vẫn về về đấy. Các bạn, các thoải mái có ok nhá. Ờ, nhưng mà chị có gọi cho em, có biết em bao nhiêu tiền? Ừ, chị cũng có gọi cho em đâu, chị có biết cầu gì đâu. Ờ, chị không biết cầu gì. Anh Hưng không cho em về đấy. Trên rồi đôi này. Ơi, bỏ mình đi hết rồi. Được. Chị nhớ là lần trước Tùng gọi cho Hà, xong Tùng cũng không lấy tiền. À. Quá rồi. Ơ, chị có xe nó cầm không? Mở cầm chìa khóa xe nó mà. Mở cầm, lúc nãy mở cầm đi mua đồ. Thích nhỉ? Lên đây luôn thôi. Em cứ bắt xe lên đi, chị khác có người ra đón em về quán. Tùng có tình nguyện đón em hay không? Chị cần về luôn. Thu đã ứng tuyển này. Chị bảo chấp nhận luôn này, mai có xe em đây, chị bảo người ta đón này. Mai lên luôn nhé Thu nhá. Ok luôn, mai lên đến đây mấy giờ rồi gọi chị nhá. Em cũng quay cái này tí được con. Anh ơi, lấy cái gì hả? Tấm tiền. Thế rồi anh. Cũng muộn đấy. Ui giời, chứ chuẩn bị nghỉ rồi hả anh ạ? Đi thôi. Anh nhận định gì? Ok rồi nhé. Hả anh ơi, chị sập cửa, không nhận khách nữa rồi, chuẩn bị đi thôi.